Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành cùng tôi ngày hôm nay là bạn Bách đến từ bộ phận nghiên cứu và phân tích của công ty chứng khoán VN Direct. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái việc là dịch COVID-19 lần thứ tư này ảnh hưởng ra sao tới cái nhóm bán lẻ. Và cái nội dung của chương trình ngày hôm nay thì sẽ bao gồm 3 phần, 4 phần. Phần thứ nhất sẽ là phần chúng tôi cập nhật các kết quả kinh doanh của 4 công ty DigiWorld, MWG, FRT về các PNJ của 6 tháng và 7 tháng. Phần thứ hai sẽ là phần mà những cái tác động tích cực và tiêu cực mà chúng tôi nhìn thấy của dịch COVID ảnh hưởng tới 4 mã cổ phiếu này. Và phần thứ ba sẽ là phần mà chúng tôi từ những cái tác động tích cực và tiêu cực đấy thì chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh của năm 2021 cho những doanh nghiệp này và tầm nhìn 2022. Và phần cuối cùng sẽ là phần Q&A giữa khán giả và các chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang cái phần đầu tiên, đấy là cập nhật về kết quả kinh doanh của nhóm bán lẻ và mã cổ phiếu đầu tiên là mã MWG. Mời bạn Bách nói cái phần này. Xin chào quý vị đầu tư, các nhà đầu tư. Trước hết là đến MWG trong 7 tháng đầu năm 2021 thì kết quả 7 tháng đầu năm 2021 thì MWG vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu thuần là 12% và lợi nhuận sau thuế là 18% so với cùng kỳ. Và bên MWG cũng đã đạt được khoảng 60% kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong giai đoạn này có nghĩa là vào tháng 7 2021 khi mà dịch COVID bị tác động mạnh và hàng loạt cửa hàng điện máy xanh và thế di động đóng cửa. Thì trong tháng 7, doanh thu thuần của MWG chỉ đạt khoảng 9.500 tỷ và cộng 10% so với cùng kỳ, chủ yếu là nhờ tăng trưởng của Bách Hóa Xanh trong giai đoạn này. Và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 231 tỷ đồng, tương đương với việc giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, tháng 7 năm trước. Điểm nhấn của cái tháng 7 này đó là Bách Hóa Xanh đã đạt doanh thu thuần ở mức cao nhất, đó là hơn 4.200 tỷ đồng. Tăng trưởng 55% so với tháng 6 và 133% so với cùng kỳ, đóng góp vào tổng 45% doanh thu của MWG trong tháng 7 2021, cũng như là một điểm nhấn khác đó là kênh online đạt hơn 315.000 đơn giao thành công và là một trong những cái trụ cột chính để mà MWG duy trì được doanh thu tăng trưởng trong tháng 7 2021. Đó là một vài nét về kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2021 của MWG. Kế đến đó là kết quả kinh doanh của DigiWorld. Thì DigiWorld đã công bố báo cáo tài chính quý 2 vào cuối tháng 7 và doanh thu thuần của DigiWorld tăng 88% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là tăng 140% so với cùng kỳ, chủ yếu là đến từ tăng trưởng của điện thoại di động là 118% và máy tính bảng, máy tính sách tay là 45%. Thì với cái kết quả này thì DigiWorld cũng đã đạt được doanh thu thuần đạt 61% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 74% kế hoạch năm 2021. Vâng, sang đến PNJ thì chúng ta cũng có kết quả 7 tháng đầu năm của PNJ có tốc độ tăng trưởng rất là tốt, tăng 33,9% và 41,8% về doanh thu cũng như là lợi nhuận sau thuế. Thì cái tốc độ tăng trưởng cao như này là bởi vì do là năm 2020 thì những tháng đầu tiên sau Tết thì là những cái tháng mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID thì PNJ năm nay là không bị ảnh hưởng những cái tháng đấy, cho nên thành ra là cái tốc độ tăng trưởng của họ rất là cao và đã hoàn thành được đến 52,7% kế hoạch. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là trong cái tỷ trọng về doanh thu thì cái mảng bán buôn của PNJ là có phần là giảm nhẹ so với cả năm 2021 là giảm nhẹ so với 2020. Cái này là đến từ cái việc là cái nhu cầu về cái bán buôn này chính là việc PNJ là bán các mặt hàng trang sức, bán sỉ cho các cửa hàng trang sức ở tỉnh hoặc là các doanh nghiệp, thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là cái nhu cầu của cái này là có giảm nhẹ và thay vào đấy là tỷ trọng của vàng miếng tăng. Còn cái mảng bán lẻ, nhưng mà tuy nhiên thì mảng bán lẻ vẫn là cái mảng mà mang lại chính cái doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì vẫn đang giữ được cái tỷ trọng rất là tốt, và qua đấy thì nó củng cố cho cái tốc độ tăng trưởng của PNJ 7 tháng vừa rồi. Và sang với cả kết quả kinh doanh của FRT thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận là về doanh thu là 24%, đạt 9.024 tỷ đồng và cũng hoàn thành được khoảng 55% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của FRT thì không cao như những cái doanh nghiệp khác ở trong ngành, chỉ khoảng tầm 61 tỷ thôi, nhưng mà cũng đã hoàn thành được 64% cái kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
Và cái điều đáng chú ý nhất là ở đây là cái chuỗi Long Châu, nghĩa là cái chuỗi thuốc của FRT thì đang ngày càng có cái tỉ trọng đóng góp vào doanh thu cao hơn so với cả hồi xưa. Và hiện tại thì là cái tỉ trọng của chuỗi Long Châu này trong tổng doanh thu của FRT là đã là chiếm đến 15%. Và trong những cái tháng tới khi mà có ảnh hưởng bởi dịch Covid thì có khả năng cao là cái cơ cấu này nó sẽ còn cao hơn nữa. Và tôi tổng hợp lại thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là về mặt tốc độ tăng trưởng thì MWG hiện tại là đang có lợi nhuận sau thuế là tăng trưởng chậm nhất, là chỉ khoảng 18%. Trong khi đấy thì Busyworld là công ty có tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế là cao nhất, là 140%. P&J cũng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất là cao, là khoảng 42%. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể biết được rằng là P&J nó hơi khác với cả MWG, FRT. Đấy là những cái mặt hàng trang sức của họ thì lại bị hit khá là mạnh vào cái Covid lần vừa rồi, cho nên là thành ra là những cái quý đó, những cái tháng đấy là P&J là bị tăng trưởng, bị lợi nhuận là âm. Thì những tháng vừa rồi thì P&J là có lợi nhuận dương, cho nên thành ra cũng giúp cho họ có cái tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt. Qua đây nếu mà chúng ta nhìn vào bốn cái doanh nghiệp này và chưa nhìn cái bức tranh tương lai thì chúng ta đang thấy rằng là P&J với cả Busyworld đang là những cái doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất ạ. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang với cả việc là update cái phần về ảnh hưởng của dịch Covid thì nó ảnh hưởng như nào. Thì trước khi vào cái phần này mới bắt có thể chia sẻ cho nhà đầu tư nghe về những cái tình hình về dịch bệnh cũng như là vaccine tại Việt Nam. Một số chia sẻ về tình hình vaccine của Việt Nam thì thực ra với cái đợt dịch Covid lần thứ tư này thì đòn bẩy lớn nhất cho ngành bán lẻ đó chính là việc vaccine được phổ biến rộng rãi và dẫn đến đó là không cần phải giãn cách xã hội hoặc là chỉ giãn cách xã hội cục bộ và không ảnh hưởng tương tự như các đợt dịch trước. Thì cho tới hiện tại thì Việt Nam mình đã có khoảng hơn 15 triệu liều vaccine đã được tiêm, 16.1 tổng người đã được tiêm, và cái tỷ lệ mà chiếm trên dân số là khoảng hơn 16%, 14,5% dân 16,8% dân số, và đây là một trong những cái kết quả rất là tốt trong cái giai đoạn này, khi mà mọi người có thể nhìn thấy là tốc độ tiêm vaccine trong giai đoạn từ tháng 7 cho đến tháng 8 thì tốc độ tiêm vaccine rất mạnh, và đặc biệt là tập trung của trong các khu vực nóng, đặc biệt đó là ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà tỷ lệ tiêm vaccine trong cái tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được là hơn 70%. Đây là chỉ là tính trên dân số người đang có độ tuổi hơn 18 tuổi, và như thế thì gần như là ở thành phố Hồ Chí Minh là tình trạng cái tỷ lệ tiêm vaccine này sẽ dẫn đến việc đó là miễn dịch cộng đồng, và đây là một trong những yếu tố hỗ trợ cho việc đó là thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu vực miền Nam sẽ dễ dàng quay về lại cái tình trạng đó là không có giãn cách xã hội. Ngoài ra nữa là trong thời gian sắp tới thì số lượng vaccine về Việt Nam sẽ rất là nhiều, và dự kiến đó là khoảng 150 triệu liều, chủ yếu đó là vaccine Astra với cái số lượng nó khoảng tầm 70 triệu liều. Thì nếu mà chỉ riêng được vaccine Astra này cũng là đạt được khoảng là 70% dân số, tính trên số dân số đó là khoảng tầm 100 triệu người. Và như thế thì với cái việc mà đẩy mạnh tiêm phòng và tiêm vaccine như hiện tại, cũng như đó là kế hoạch sắp tới khi mà nhập vaccine của chính phủ, thì đây sẽ là một đòn bẩy lớn cho ngành bán lẻ để phục hồi sau khi bị Covid lần thứ tư tàn phá trong quý 3 năm nay. Quay trở lại với bức tranh của từng công ty thì đầu tiên đó là đến với tác động tới MWG. Thì vaccine đợt dịch lần thứ tư, từ dịch Covid lần thứ tư này thì tác động khá tiêu cực tới MWG, khi mà số lượng cửa hàng đóng cửa chủ yếu là đến từ cửa hàng điện máy xanh và điện máy xanh và thiết di động đóng cửa khoảng trên 70%. Tính tới thời điểm hiện tại thì là gần 80% số cửa hàng toàn quốc phải đóng cửa. Mà hiện tại tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu chính của MWG chiếm khoảng tầm 80% doanh thu của MWG là đến từ hai chuỗi này. Và việc các cửa hàng đóng cửa cũng như là không thể nào giao hàng online được đã tác động khá lớn cho tình hình kết quả kinh doanh của tháng 7 như tôi đã trình bày ở phần trước. Thì nhưng mà bù lại thì MWG lại có một cái
gọi là cái điều động để mà giúp giảm đi những cái chi phí, cũng như là họ ứng biến với cái đợt dịch lần này, đó là chuyển dịch một phần nhân sự từ điện máy xanh và thế giới di động để sang chuỗi bách hóa xanh, một phần là để làm giảm đi cái chi phí của hai chuỗi này trong thời gian bị giãn cách. Đối với cổ phiếu thứ hai là DigiWorld, thì theo quan điểm của tôi thì DigiWorld là cổ phiếu ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Tiêu biểu nhất là dần giãn cách xã hội toàn quốc vào tháng 4 2020 thì DigiWorld hầu như là không có sự sụt giảm. Tuy nhiên thì các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến việc đó là vận chuyển cũng như là các cửa hàng điện máy riêng lẻ đóng cửa thì cũng đã tác động một phần đến việc đó là chuyển hàng, chuyển giao hàng hóa theo các đơn hàng của DigiWorld đến các đối tác cũng như các cửa hàng. Cho nên là với cái việc giãn cách xã hội và siết chặt trong cái quý 3 này mà kéo dài hơn 2 tháng rưỡi, chúng tôi kỳ vọng đó là khoảng giữa tháng 9 thì mọi cái tình trạng giãn cách xã hội này sẽ giảm. Thì với 2 tháng rưỡi này thì ít nhiều nó cũng sẽ tác động đến doanh thu của DigiWorld trong quý này. Tuy nhiên là những cái đơn hàng mà chưa giao được nó sẽ dồn qua bên quý 4, và như thế nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho quý 4 phát bùng nổ của DigiWorld. Vâng, đối với cả P&J thì chúng tôi cũng có nhìn nhận rằng là hiện tại là đang có khoảng là 260 cửa hàng đóng, so với cả tổng là 337 số cửa hàng, nghĩa là về trang sức vàng đấy, thì là khoảng là 81,3% số cửa hàng trên toàn quốc của P&J. Còn cái số liệu ở trong chart của chúng tôi 77% ở đây là sẽ là bao gồm cả những cái cửa hàng trang sức bạc nữa, thì cái tỷ trọng nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên là cái số cửa hàng đóng của P&J cũng rất là lớn, và chúng ta cũng đều biết rằng là cái doanh thu chính của P&J là đến từ thị trường miền Nam và một phần là đến từ trung tâm là Hà Nội. Cho nên là thành ra là khi mà cái đợt vừa rồi là cái dịch COVID xảy ra thì vào tháng 7 là chúng ta cũng đã nhìn thấy được một phần nào đấy cái kết quả nó đã ảnh hưởng đến P&J. Và cái tốc và lợi nhuận gộp của P&J thì đã giảm mạnh trong tháng 7 là chỉ bằng 96 tỷ và giảm 58,6% so với cùng kỳ năm 2020, và doanh thu cũng giảm 62,6%. Thì cái doanh thu và lợi nhuận gộp này của P&J thì tháng 8 này cũng có thể là sẽ giảm hơn nữa. Tuy nhiên là cái tốc độ giảm của P&J nó sẽ không cao như là của MWG, bởi vì nếu mà quý nhà đầu tư để ý thì sẽ thấy rằng là ví dụ như là MWG thì cái tỷ trọng doanh thu với cả lợi nhuận của họ là không tập trung nhiều vào Sài Gòn với cả Hà Nội mà trải dài được rất là 63 tỉnh thành, trong khi P&J thì cái đặc thù của họ đấy chính là kinh doanh về vàng trang sức, thì là những cái mặt hàng khá là xa xỉ, cho nên thành ra là sẽ bán nhiều ở Đà Nẵng, Hồ Chí Minh với cả Hà Nội. Thành ra là cái đợt tháng 7 vừa rồi là Sài Gòn là đã bị giãn cách trước rồi, cho nên là thành ra là trong tháng 8 này thì sẽ chỉ là giãn cách thêm Hà Nội với cả Đà Nẵng, cho nên là hay là những cái tỉnh thành khác, thì thành ra là cái tăng trưởng của, nghĩa là cái mức độ ảnh hưởng của tháng, cái mức độ trầm trọng của tháng 8 so với cả tháng 7 thì nó cũng sẽ chỉ tương đương hoặc là cao hơn một chút thôi. Còn ví dụ như MWG thì nó sẽ cao hơn hẳn. Và tôi sẽ sang cái phần về FRT, thì FRT cũng có số cửa hàng đóng cũng tương đối là nhiều, tuy nhiên là nó cũng không cao như là doanh nghiệp MWG hay là P&J. Số cửa hàng đóng của FRT chỉ khoảng tầm là 385 cửa hàng trong tổng số là hơn 700 cửa hàng của doanh nghiệp. Thì thành ra 700 ở đây là chưa bao gồm là hơn 190 cửa hàng từ chuỗi thuốc. Chuỗi thuốc thì được mở là sẽ chỉ đóng những cái chuỗi về điện máy, về di động thôi. Vâng, cho nên là thành ra là thì đấy là những cái tổng kết của chúng tôi về những cái ảnh hưởng của COVID đến đến nhóm bán lẻ này. Thì về cơ bản mà nói thì là tình hình tiêm chủng hiện tại là mới chỉ được có 2,1% dân số. Còn nếu mà ở Singapore thì cái tỷ lệ tiêm chủng là được hơn 24%, và chúng ta cũng đã đặt mục tiêu là cái tốc độ tăng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới, và kỳ vọng là đến giữa quý 4 2021 thì sẽ hoàn thành được cái việc này, sẽ được cái mục tiêu này. Và ngoài ra nữa thì là cái hiện tại thì là cũng đã có 14% dân số hơn là được tiêm mũi 1 rồi. Thì cái hiện tại là số cửa hàng đóng thì FRT đang là đóng ít cửa hàng nhất so với cả những cái cửa hàng còn lại. P&J với cả MWG thì bị đóng nhiều hơn. Còn DigiWorld thì là một doanh nghiệp mà sẽ ít bị ảnh hưởng bởi COVID nhất. Thì qua đây là những cái việc đóng cửa hàng này là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu về mua hàng tại do là tình hình dịch bệnh khiến cho là cái sức mua ảnh hưởng, thì cũng là một cái lo ngại khác mà chúng tôi cũng có cân nhắc đến trong cái việc là dự phòng kết quả kinh doanh của năm 2021 này. Thì bây giờ
mời Bách có thể. Nhưng mà trước khi chúng ta sang cái phần đấy thì chúng ta sẽ cùng nhìn, dù sao đi nữa thì là một thứ, khi mà có một thứ nó tác động đến nền kinh tế thì nó vừa là thách thức nhưng mà nó cũng là một số cơ hội khác cho các doanh nghiệp. Thì chúng ta hãy cùng nhìn xem là những cái doanh nghiệp này khi mà Covid đến thì họ có cái gì khác biệt và có cái gì mà để thích ứng được hay không. Thì bây giờ mời Bách có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về tình hình Bách Hóa Xanh trong Covid. Liên quan đến những cái ứng phó thì thực ra là Bách Hóa Xanh đang là điểm sáng của MLG, khi mà tăng trưởng của Bách Hóa Xanh đang là cái điểm giúp cho MLG vẫn duy trì được doanh thu. Số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh tính đến tháng 7 là đạt 1.919 cửa hàng, tăng trưởng 23% so với năm năm ngoái. Thì chiến lược của Bách Hóa Xanh vẫn đang là tập trung mở rộng các cái cửa hàng Bách Hóa Xanh lên cái size quy mô lớn, với mục tiêu đó là doanh thu một tháng của cái site này là đến 5 tỷ đồng trên tháng. Thì trong tháng 7 thì với việc mà giãn cách xã hội cũng như là việc cấm gọi là đóng cửa các chợ truyền thống, thì các chuỗi bán lẻ hiện đại đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phân phối hàng hóa tới người dân. Thì Bách Hóa Xanh đã phục vụ hơn 31.000 tấn lương thực thực phẩm cho khách hàng, và đỉnh điểm là khi mà đỉnh điểm là gấp 5 lần so với bình thường. Và với hơn 900.000 lượt phục vụ trung bình mỗi ngày, gấp 1,4 lần so với trung bình trước dịch. Và đây là một cái sức cầu rất là lớn, áp lực lên cái hệ thống của Bách Hóa Xanh. Thì từ đó mà kết quả đạt được của Bách Hóa Xanh trong tháng 7 là rất là tích cực, khi mà trung bình doanh thu mỗi cửa hàng đạt là 2,1 tỷ, và là giúp cho việc Bách Hóa Xanh là vượt mức hòa vốn EBITDA. Và đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực cho các chuỗi của thế của MWG, khi mà hai chuỗi bây giờ chúng ta chỉ cần đó là Thế Di Động và Điện Máy Xanh quay trở lại cái nguồn tăng trưởng trước đây, cũng như là Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng trưởng với cái mức tăng trưởng như trong dịch, và có thể là thấp hơn nhưng mà ở mức cao hơn so với trước dịch, là một trong những cái cơ hội để MWG tiếp tục phát triển. Thì theo cái thông tin của MWG thì hiện tại Bách Hóa Xanh đang là hệ thống duy nhất có thể phục vụ được hơn 10.000 đơn hàng thực phẩm và đơn hàng thiết yếu mỗi ngày. Thì đây cũng là một trong những cái điểm sáng của Bách Hóa Xanh mà khó có thể nào những cái chuỗi khác họ có thể cạnh tranh được. Xin lỗi nhà tư. Đối với doanh thu của Bách Hóa Xanh á, thì trong cái giai đoạn dịch thì họ cũng đã triển khai cái hệ thống bán hàng online khá là hiệu quả. Một số cái động thái mới của Bách Hóa Xanh trong thời gian vừa qua, như là họ tiếp tục tuyển dụng thêm 1.000 shipper với cái lương thu nhập cao hơn hẳn so với trước dịch, cũng như đó là họ phối hợp với bên quân đội và các hệ thống với chính quyền để mà tiếp tục là phân phát các đơn tiếp tục bán các đơn hàng, cũng như là việc đó là họ chuyển chuyển dịch nhân sự từ việc từ Thế Di Động cũng như là Bách Điện Máy Xanh để qua mà hỗ trợ cho Bách Hóa Xanh trong thời kỳ cao điểm này. Là một trong những tôi nhận cho rằng đó là một trong những cái điểm sáng và đáp và thích ứng của MLG trong đại dịch, và giúp cho dân ít nhất đó là họ sẽ trụ được vững trong đại dịch cho chờ đến khi một cái thời điểm bùng nổ, khi mà mọi thứ nó quay trở lại nguồn tăng trưởng như cũ. Đối với DG World, đối với DG World thì tình hình tăng trưởng của DG World thì như tôi đã trình bày, đó là quý 3 họ có thể chịu ít tác động khi mà các phương pháp giao hàng bị tác động, khi mà các bị có giải cách nó đang trầm trọng. Tuy nhiên là những cái đơn hàng đấy tôi cho rằng là nó sẽ dồn vào quý 4, và quý 4 này cũng là một trong những cái thời điểm bùng nổ của mạng điện thoại, khi mà iPhone thế hệ mới sẽ được trình làng, và từ đó nó sẽ tạo ra là một cái điểm bật khá lớn cho DG World trong quý 4 này. Thì với cái việc mà giãn cách xã hội thì cái xu thế mà làm việc ở nhà cũng như là các sản phẩm tại gia, sản phẩm điện máy nó vẫn còn duy trì được, và những cái sản phẩm của DG World, tôi đánh giá là những cái sản phẩm DG World như là máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động hay thiết bị văn phòng có thể là coi là một trong những cái hàng hóa thiết yếu trong cái cuộc sống hàng ngày, khi mà nhu cầu mọi người vẫn còn đang duy trì rất lớn trong cái sản phẩm này. Mặc dù điện điện thoại nó hơi bão hòa rồi, nhưng mà nó vẫn còn tiềm năng khi mà
các thế hệ điện thoại mới cũng như là 5G. Do vậy là triển vọng của DigiWorld sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tôi cho rằng là điểm bật của nó sẽ là trong quý 4 2021, sau khi mà qua được cái giai đoạn khó khăn của quý 3. Và mục tiêu của DigiWorld khi mà đạt EPS là 10.000 trước khi phát hành thêm và 5.000 sau khi phát hành thêm, thì có nghĩa là tôi nghĩ là nó vẫn đang còn được duy trì. Vâng, và giống như DigiWorld thì FRT cũng được hưởng lợi từ cái việc là những cái việc là nhu cầu làm việc tại nhà thì cũng sẽ khiến cho là các thiết bị văn phòng như là laptop hay là iPad là cũng sẽ phải tăng thêm tiêu thụ, cho nên là thành ra là hiện tại là nắm bắt được cái cơ hội đấy, cho nên thành ra là FRT cũng đã chuyển đổi là 68 cửa hàng về mô hình di động là sang là mô hình là trung tâm laptop. Thì ở những cái cửa hàng này nó sẽ khác cơ bản với cả những cửa hàng di động là sẽ có cái số lượng mà sản phẩm về laptop là nó sẽ nhiều hơn, và hơn thế nữa là những cái công ty này thì cũng sẽ là tập trung là bán hàng online nhiều hơn. Thì chúng ta cũng đã thấy là cái doanh thu online của FRT là nửa đầu năm 2021 là cũng đạt là 2.828 tỷ, là cao hơn so với cả cùng kỳ là chỉ có 2.581 tỷ thôi. Và chúng ta cũng có thể hy vọng được rằng là những cái lợi nhuận, những cái mảng này thì cũng sẽ giúp cho là FRT là sẽ có cái doanh thu và lợi nhuận là không bị ảnh hưởng quá mạnh trong cái quý 3 này và sau đấy là quý. Còn đối với các P&J thì chúng tôi nhìn nhận rằng là cũng khó có cơ hội nào cho P&J để có thể là được hưởng lợi từ cái dịch Covid này, khi mà công ty này là công ty mà chuyên về bán hàng trang sức và những mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái quý 3 này cũng không phải là cái quý cao điểm của P&J, tại vì do là thường thì là cái quý cao điểm của P&J sẽ là vào cuối năm và vào cái thời gian cưới, nghĩa là vào cuối quý 3 và đầu quý 4 hơn. Và hiện tại thì chúng ta cũng hy vọng rằng là cái việc giãn cách xã hội này nó sẽ kết thúc trong tháng 9 này, và qua đấy thì là P&J vẫn sẽ có được cái tốc độ tăng trưởng tốt của 3 tháng cuối năm, và qua đấy thì là sẽ giúp họ là hoàn thành được cái kế hoạch. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái phần cuối cùng là những cái dự báo về kết quả kinh doanh của chúng tôi trong 2021 của MWG, P&J, FRT với DigiWorld. Và mời bác có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư. Triển vọng của MWG thì như đã trình bày với quý nhà đầu tư, thì triển vọng của MWG về mảng thế giới di động cũng như là điện máy xanh thì nó sẽ khá là tối, khá là khó khăn cho MWG trong quý 3 này. Hầu như đó là các cửa hàng đều đóng cửa hết trong suốt cả quý, cho nên đó là doanh thu của quý 3 về hai mảng này sẽ chứng kiến một sự sụt giảm khá mạnh. Có thể là trong tháng 8 và tháng 9 thì chúng ta có thể thấy là doanh thu của hai mảng này có thể giảm đến từ 30 đến 40 đến 60% so với trước dịch. Đây cũng là một cái kết quả khá là phù hợp với tình hình đóng cửa của thế giới di động và điện máy xanh hiện tại. Còn đối với mảng bách hóa xanh thì mảng bách hóa xanh thì như là trình bày thì doanh thu của bách hóa xanh sẽ tăng trưởng mạnh trong cái thời kỳ dịch. Tuy nhiên cái mức tăng trưởng trong tháng 8 và tháng 9 có thể sẽ không mạnh bằng tháng 7, khi mà cái hiệu ứng tích trữ lương thực trước dịch đó, nó sẽ giảm bớt, cũng như là cái việc mà thực tế thì các cửa hàng bách hóa cũng là đóng cửa trong giai đoạn này và chỉ hỗ trợ bán online theo các đơn hàng đã đặt trước, các đơn hàng đã được gọi là fix sẵn, và chưa có động thái mới là để mở ra bán online, gọi là bán online tự do. Cũng như là tôi cũng trải nghiệm thử, đó là đặt trên trang website của Bách Hóa Xanh thì hiện tại đó là không thể nào đặt thêm đơn hàng mới nữa, cho nên đó là khả năng tăng trưởng của tháng 8 và tháng 9 so với tháng 7 nó sẽ thấp hơn. Theo chia sẻ của MWG thì doanh thu của Bách Hóa Xanh đâu đó sẽ khoảng tầm 3.000 tỷ cho tháng 8. Đây là cũng là mức giảm khá lớn so với mức 4.200 tỷ trong tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, cái việc mà Bách Hóa Xanh đang thực hiện vai trò của mình đó là phân phối một cái lượng hàng rất lớn cho người dân cũng như là người tiêu dùng, thì nó là chứng minh được đó là hệ thống bán lẻ hiện đại đang được tập trung và cũng như là đang được thúc đẩy. Thì nó sẽ dần dần nó tạo ra một cái thói quen mua sắm cho người dân sau đại dịch. Thì tôi kỳ vọng đó là trong quý 4, cái tăng trưởng của doanh thu cửa hàng của Bách Hóa Xanh á, nó tuy là nó sẽ sụt giảm so với quý 3, nhưng nó sẽ cao hơn hẳn so với quý 1 và quý 2. Thì đó là một trong những cái điểm nhấn của Bách Hóa Xanh, là nó sẽ đòn bẩy giúp cho MWG duy trì được cái doanh thu và lợi nhuận. Thì
Đối với dự phóng cho năm 2021 thì chúng tôi dự phóng là ròng của MLG là đạt đâu đó khoảng 4.900 tỷ lợi nhuận ròng. Và đó cũng là một trong có nó là tương đương với cái nó sẽ vượt hơn cái kế hoạch của MLG đặt ra, nhưng mà chúng tôi sẽ kỳ vọng đó là cái điện máy xanh và thế giới di động một phần nó sẽ hồi phục vào quý 4 để đạt được cái kết quả trên. Đó là một cái triển vọng của MLG. Đối với năm 2022 thì kỳ vọng là nó sẽ quay lại so với trước dịch thì nó sẽ giúp cho MLG rất phát triển. Đối với DG World thì như đã trình bày á, thì kết quả kinh doanh quý 3 sẽ ảnh hưởng mạnh. Tôi cho rằng nó sẽ giảm đâu đó khoảng tầm 30% so với cái dự báo của DG World, là kỳ vọng là đạt được 4.500 tỷ so với đạt được 4.500 tỷ doanh thu trong quý 3. Nhưng mà cái doanh thu này nó sẽ dồn vào quý 4 và khiến cho thời điểm quý 4 sẽ bùng nổ. Và mục tiêu EPS năm nay của DG World, EPS trên một cổ phiếu sau kia sẽ đâu đó khoảng tầm 5.000. Và đó là một trong những cái điểm tích cực khi mà DG World vẫn đứng vững trong cái đợt dịch này. Vâng, và với FRT thì chúng tôi hy vọng rằng là họ sẽ có cái mảng kinh doanh, họ sẽ có hai cái thứ, nhất là có ba thứ để có thể là đỡ được cái việc là cái ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thì thứ nhất là đến từ cái việc là cái mảng online, thứ hai là đến từ cái việc là cái chuỗi cái nhu cầu về laptop sẽ tăng, và cuối cùng là đến từ cái chuỗi nhà thuốc. Thì đối với cả cái mảng online thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là một H 2020 thì là doanh thu của online là đạt 2.581, là tăng 57% so với cả cùng kỳ năm 2019, và cái thời kỳ đấy là bắt đầu là có cái dịch bệnh Covid ạ. Và cái năm 1H 2021 này thì mảng online này vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng 10%. Thì qua đấy thì chúng ta cũng có thể hy vọng được rằng là trong cái tháng 8 với cả tháng 9 này, thì khi mà cái việc là cái dịch bệnh nó tăng cao lên thì cái doanh thu online nó cũng sẽ đỡ được phần nào cái phần doanh thu offline bị mất đi trong việc là đóng các cửa hàng. Tuy nhiên thì chắc chắn là nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì chúng ta cũng đã biết rằng là cái việc phong tỏa và không cho vận chuyển những cái mặt hàng không thiết yếu thì cũng sẽ khiến ảnh hưởng đến doanh thu này. Và ngoài ra nữa thì là cái mảng Long Châu của FRT thì họ hoàn toàn là sẽ được mở cửa bình thường giống như là không có dịch bệnh. Tuy nhiên là cái việc là có dịch bệnh thì cũng sẽ không giúp cho chúng tôi là sẽ kỳ vọng rằng là cái doanh thu của FRT à, của mảng Long Châu của FRT là có thể là sẽ tăng cao lên, bởi vì do là thực ra thì nhu cầu tiêu thụ về thuốc của người tiêu dùng thì vẫn sẽ thế. Có phải chăng thì nó sẽ tăng nhẹ vào tháng 7 khi mà cái nhu cầu tích trữ nó có hình thành. Tuy nhiên là sau khi tích trữ xong thì họ chưa chắc đã dùng, thì tháng 8, tháng 9 thì cũng sẽ không tăng trưởng mạnh được. Thì qua đấy thì là cái chuỗi thuốc của FRT là sẽ không bị giảm, bởi vì do không phải đóng cửa hàng thôi, nhưng mà tăng trưởng thì cũng sẽ không quá cao. Còn đối với cả cái laptop này thì như tôi đã trình bày về cái việc là FRT là họ chuyển một số cửa hàng từ bán di động chủ yếu thành bán laptop chủ yếu, thì cũng sẽ giúp cho họ là có tăng trưởng nhẹ trong cái mảng này. Tuy nhiên số cửa hàng cũng rất là khiêm tốn, chỉ khoảng 89 cửa hàng, nghĩa là trong tổng số là hơn 800 cửa hàng của FRT. Cho nên qua đấy thì về cơ bản mà nói thì là quý 3 này thì chắc chắn là FRT cũng sẽ có cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận là giảm so với cả những quý trước, và qua đấy thì là cũng sẽ là một cái quý tiêu cực đối với cả cổ phiếu này. Và P&J thì chắc chắn là sẽ còn bị ảnh hưởng mạnh hơn nữa, là bởi vì do là hiện tại là họ là có cái doanh thu chính là đến từ cái mảng vàng trang sức, và cái vàng trang sức này thì lại có cái thị phần chủ yếu là ở Sài Gòn miền Nam. Và qua đấy thì là chắc chắn là như vào Bách thì tí nữa Bách sẽ chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư cái con số cụ thể. Ngoài ra nữa thì là chúng tôi nhận thấy là có cái doanh thu mảng vàng miếng là cũng tăng trưởng rất là tốt, là một tháng năm 2021 là tăng trưởng 73%. Tuy nhiên thì cái biên lợi nhuận của cái mảng vàng miếng này cũng không cao, nó chỉ thấp hơn 2%, khoảng dưới 1%. Cho nên là thành ra là mặc dù là tăng trưởng doanh thu vàng miếng rất tốt, nhưng mà nó cũng sẽ không thể nào mà giúp cho P&J là có thể là có tốc độ tăng trưởng cao lên được. Và Bách thì có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư rằng là cái dự phóng của ông về cái tăng trưởng về doanh thu với cả lợi nhuận của P&J trong quý 3 và quý 4. Về về B&J trong quý 3 và quý 4 thì như tình hình hiện tại đó là đóng cửa hơn 2 tháng rưỡi. Thì thực tế mà nói trong tháng 7 số lượng cửa hàng đóng cửa của B&J nó
vẫn còn bán online được. Mà hiện tại đó là kết quả kinh doanh của B&J trong quý trong tháng 7 khá là không khả quan lắm. Thì so với cái đợt tháng 4 năm 2020 thì rõ ràng đó là hiện tại cái performance của B&J đang về doanh thu đang thấp hơn, do chủ yếu đó là họ chỉ bán được online. Tuy nhiên điểm sáng ở đây đó là mức lỗ của B&J chỉ là 32 tỷ. Thì trong cái giai đoạn này họ cũng đã cắt bớt đi các chi phí không cần thiết đối với cái hệ thống của họ, thì giúp cho họ cái mức giảm so với mức giảm 89 tỷ trong tháng 4 2020 á là một cái tín hiệu tôi cho là khả quan, khi mà họ tiết kiệm được tốt chi phí. Thì nếu như mà theo theo quan sát trên các kênh như là Facebook hay là các kênh mà B&J họ có áp dụng quảng cáo á, thì hiện tại đó là tôi hầu như là không thấy cái xuất hiện quảng cáo trong cái giai đoạn này. Thì có thể là họ đang cắt giảm đi các chi phí không cần thiết trong đại dịch và chờ cái thời điểm bùng nổ. Đối với tháng 8 thì tình hình đóng cửa cũng như là không cho phép bán online các sản phẩm không thiết yếu, thì tôi nghĩ là mức giảm của B&J sẽ tiếp tục, nhưng mà có thể là không không nặng như hồi tháng 4 2020, là có thể mức nó sẽ dao động từ 35 50 tỷ lợi nhuận sau thuế lỗ. Thì kỳ vọng là vào tháng 9 khi mà họ quay lại làm việc vào nửa cuối tháng 9 thì sẽ giúp cho là tháng 9 họ doanh thu của họ sẽ không còn lỗ nữa. Đó là cái quan điểm của tôi. Nhưng mà xin nhắc lại đó là cái quý 3 của B&J thường là quý thấp điểm, cũng như là cái tác động của họ, tác động của quý 3, tổng cái đóng góp của quý 3 trong doanh thu cả năm của B&J là không lớn bằng quý 4. Cho nên là cái đồng điểm bật của B&J sẽ rơi vào vùng vẫn là quý 4 khi mà mùa cưới nó lại quay lại, và cũng như là tôi cho rằng là cái nhu cầu nén lại của cái mảng trang sức nó có và nó sẽ bùng nổ vào trong quý 4 nhiều hơn. Và chúng tôi kỳ vọng đó là B&J sẽ đạt được một cái lần bật tốt như là họ đã thể hiện trong quý 4 2020 cũng như là quý 1 2021. Đó là chia sẻ của tôi về B&J và kết quả kinh doanh 6 tháng cuối. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là tổng hợp lại cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Đấy là chúng ta cùng update cái nửa đầu năm 2021 thì rõ ràng là các doanh nghiệp bán lẻ đều đang có cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt, nghĩa là đều tối thiểu là 18% và phục hồi sau Covid. Và kế hoạch thì họ cũng hoàn thành hơn 50% đa phần. Tuy nhiên là sau khi Covid xảy ra thì chúng ta cũng đã biết là cái tốc độ kinh doanh, là cái tốc độ tăng trưởng của tháng 7 là nó đã bị ảnh hưởng thật sự. Bởi vì do MWG thì đóng đến tận 74% cửa hàng, P&J là đóng đến 81,3% cửa hàng vàng, và FRT thì đóng hơn 50% cửa hàng vàng, cửa hàng của họ. Và ở trong này thì chỉ có DigiWorld là cái công ty là ít bị ảnh hưởng nhất. Và cái tình hình tháng 7 sẽ chưa phải là tình hình tồi tệ nhất, mà tháng 8 mới là cái tháng cao điểm nhất của cái việc là tăng trưởng thấp của các doanh nghiệp bán lẻ này. Tuy nhiên thì chúng tôi kỳ vọng rằng là đến giữa tháng 9 năm nay thì là cái nền kinh tế nó sẽ mở cửa trở lại, thì qua đấy thì là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khắc phục được cái hậu quả. Và hơn đến nữa là chúng ta cũng đã định nhìn thấy rằng là MWG, DigiWorld hay MWG, P&J hay FRT thì đều đã có những cái kinh nghiệm trong việc là xử lý dịch bệnh từ những cái của năm 2020. Qua đấy thì là họ sẽ cắt giảm được rất là nhiều chi phí và những cái chi phí khác, thì qua đấy thì là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái tốc độ giảm hay là tốc độ lỗ của hay là cái lợi nhuận lỗ của P&J hay nó sẽ thấp hơn so với cả những cái năm vừa rồi. Và ngoài ra nữa thì là cái quý 3 này cũng không phải là cái quý cao điểm của P&J, còn quý 3 thì nó là cái quý bình thường của MWG và FRT thôi. Và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là đến cuối năm thì là P&J là họ vào quý cao điểm và Việt Nam thì là hết giãn cách, còn MWG và FRT thì sẽ đón cái làn sóng về việc là những cái dòng điện thoại mới, thì qua đấy thì nó sẽ bớt bị ảnh hưởng phần nào. Và qua đấy thì chúng tôi dự đoán rằng là MWG thì cái lợi nhuận vẫn sẽ vượt kế hoạch. P&J thì cái lợi nhuận P&J và FRT thì lợi nhuận cũng sẽ là đạt được kế hoạch hoặc là sẽ chỉ thấp hơn một chút thôi. Và DigiWorld thì chắc chắn là sẽ hoàn thành, bởi vì do là DigiWorld là doanh nghiệp là ít bị ảnh hưởng nhất. Thì đấy là những cái nội dung của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngoài ra nữa thì là những cái doanh nghiệp bán lẻ thì mặc dù đây là thách thức của Covid là trong ngắn hạn, tuy nhiên là trong dài hạn thì đây lại là một cái điểm rất là sáng, bởi vì như chúng ta đã biết thì là cái áp lực của cái việc là thanh khoản hay là của dòng tiền sẽ khiến cho những cái nhà bán lẻ ít tiềm lực kinh tế hay là kiểu
ít có cửa hàng hơn thì họ sẽ phải đóng bớt các cửa hàng của mình, thì qua đấy là sẽ có hở ra cái miếng thị phần cho MWG hay là P&J hay FRT để có thể là lấn sân vào. Thì qua đấy thì là cũng sẽ là những cái cơ hội cho họ để mà khi mà phục hồi thì cái thị phần nó sẽ cao lên rồi thì sẽ có cái tốc độ tăng trưởng tốt hơn trong tương lai. Và đấy là những cái phần của chúng tôi ngày hôm nay về nhóm bán lẻ này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là dành ra 5 phút quảng cáo thì giới thiệu cho quý nhà đầu tư những cái chương trình và những cái hoạt động của VN Direct dành cho các quý nhà đầu tư. Thì chương trình đầu tiên của chúng tôi là La bàn đầu tư sẽ phát sóng vào lúc 3 giờ thứ hai hàng tuần, là chương trình về các tiêu điểm vĩ mô cũng như là cập nhật tình hình các kênh tài sản. Và chương trình thứ hai của chúng tôi là tọa đàm đầu tư, là một chương trình dành riêng cho khách hàng VN Direct vào lúc 3 giờ 30 thứ tư hàng tuần. Thì để tham gia cái chương trình này thì quý nhà đầu tư hãy liên hệ với cả cái bộ phận chăm sóc khách hàng của bên VN Direct hay là những cái nhân viên mà chăm sóc tài khoản của các quý nhà đầu tư để có thể là lấy link tham dự. Và cái chương trình thứ ba là chương trình cổ phiếu 360 độ, thì là chương trình ngày hôm nay là chương trình định kỳ sẽ phân tích một cổ phiếu theo cả hai phương diện là tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên sẽ có những cái số đặc biệt, ví dụ như là những số về so sánh giữa hai doanh nghiệp với nhau, hay là những số cập nhật kết quả kinh doanh, hay là những cái số mà mời những cái khách mời là chính là doanh nghiệp đến để làm diễn giả, thì được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Và chương trình cuối cùng của chúng tôi là chương trình đối thoại với PM, là chúng ta sẽ nói chuyện với cả những chuyên gia ngành hay là những người nổi tiếng về những triết lý cũng như là các chiến lược đầu tư của họ vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy và định kỳ là 2 tuần 1 lần. Ngoài ra thì VN Direct cũng có những cái cộng đồng ở trên Facebook để quý nhà đầu tư có thể tham gia, bao gồm là cộng đồng về đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán Dtrade. Và quý nhà đầu tư có thể là sử dụng một link QR code chúng tôi gửi kèm ở đây để có thể tham gia các cộng đồng này. Và bây giờ thì sẽ xin phép là sang cái phần hỏi đáp ngày hôm nay. Có một câu hỏi là tình hình kinh doanh của P&J và MWG trong tháng 7 và tháng 8 đang như thế nào? Lợi nhuận sẽ sụt giảm bao nhiêu? Thì cái này Bách hình như cũng đã chia sẻ ở trong cái phần của chúng tôi về dự phóng kết quả kinh doanh 2021. Quý nhà đầu tư có thể xem lại cái phần đấy để biết thêm thông tin. Và câu hỏi tiếp theo là hiện tại Bách Hóa Xanh đang bị nhiều tin đồn không hay, và em được nghe nói có thể lên giá trong thời kỳ đang dịch bệnh như vậy, thì có ảnh hưởng gì đến cổ phiếu Bách Hóa Xanh không ạ? Và câu hỏi của quý nhà đầu tư ở đây là Bách Hóa Xanh đang gặp những cái tin hay là những cái tin đồn hay là những cái lời không hay, ví dụ như là việc là bán hàng quá hạn sử dụng hay là lên hóa đơn gian lận, thì những cái thứ này thì Bách có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư được không? Liên quan đến cái việc mà Bách Hóa Xanh đang gặp một số cái gọi là lỗi trong quá trình vận hành, thì như trao đổi như thời gian vừa qua của MWG thì họ cũng nhận thấy được là có nhiều cái sai sót trong cái quá trình vận hành. Nhưng mà xét xét lại về cái việc sai sót này á, thì tôi cho rằng đó là với cái việc mà lượng đơn hàng cũng như là số lượng người phục vụ, số lượng khách hàng cần phục vụ tăng lên từ 2 đến 5 lần so với trước dịch, cũng như là việc đó là nhập hàng trong cái quá trình dịch này, thì khó có thể nào mà gọi là hoàn hảo 100% được. Và như thế thì trong đó thì có những cái rủi ro về mặt vận hành, như là về việc sai sót về 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 việc hạn sử dụng, hay là những cái thông tin liên quan đến hóa đơn, thì nó vẫn có thể xảy ra. Và đây cũng là một trong những cái mà gây ảnh hưởng xấu tới Bách Hóa Xanh trong thời gian vừa qua, khi mà báo báo đài họ lên tin rất là nhiều. Nhưng mà tôi cho rằng nó cũng là một cái cơ hội để mà Bách Hóa Xanh họ hiện đại hóa hơn cái hệ thống bán lẻ của mình. Thì như chia sẻ của chủ tịch MWG, thì họ nhập hàng thì họ sẽ quản lý theo lô chứ họ không quản lý theo date hàng. Cho nên là trong cái trường hợp mà một một cái sản phẩm trong cái lô hàng đó hết date, thì họ không thể nào mà họ kiểm soát được hết tất cả đến chi tiết đến từng cốt hàng như vậy. Thì đó là xét về kỹ thuật, và đấy cũng là một trong những cái cơ hội để mà MWG họ tiếp tục họ cải thiện cái hệ thống của họ để mà phục vụ tốt hơn. Đối với việc mà tăng giá trong thời kỳ dịch bệnh á, thì quan điểm của tôi là trong cái quá trình khi mà hàng hóa lưu thông và khó khăn như vậy, cũng như là cái tình hình đó là phải kiểm soát thêm chi phí về kiểm soát dịch bệnh,
thì cái việc mà giá thu mua đầu vào cũng như là giá bán lẻ ra nó có thể sẽ tăng. Và tôi so sánh giá của các sản phẩm mà Bách Hóa Xanh đang bán cũng như là một cái số giá của trong một cái chuỗi khác, thì tôi cho rằng đó là cái việc tăng giá này là nó đến từ cái việc đó là đứt gãy nguồn cung do thời kỳ dịch bệnh, hơn là việc đó là Bách Hóa Xanh chủ động tăng giá trong thời kỳ này. Do đó là nếu mà xét về dài hạn thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về Bách Hóa Xanh, khi mà những cái quan tâm của nhà đầu tư đối với cái việc mà Bách Hóa Xanh, những cái lỗi của Bách Hóa Xanh trong thời gian vừa qua cũng đã dịu hẳn rồi. Nhưng mà nói mà về ảnh hưởng thì tôi xác nhận là về ngắn hạn nó vẫn ảnh hưởng, và nó khiến cho tâm lý mua hàng của khách hàng nó sẽ không thoải mái. Thì từ đó nó có thể ảnh hưởng vào quý 4 khi mà hết cái thời kỳ giãn cách, thì doanh thu của Bách Hóa Xanh có thể sẽ sụt giảm hơn so với cái thời kỳ dịch. Nhưng mà do đó tôi vẫn kỳ vọng đó là nó vẫn cao hơn so với trước dịch. Vâng, một câu hỏi khác là hiện tại là định giá của P&J còn hấp dẫn không? Hiện tại thì với cái định giá trước dịch của chúng tôi là đâu đó khoảng tầm 120.000, thì BNJ cũng là một cổ phiếu hấp dẫn. Nhưng mà đối với cái dịch bệnh này, khi mà tác động đến kết quả kinh doanh của quý 3, thì định giá của BNJ hấp dẫn tôi nghĩ là nó sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của tháng 10 và tháng 11. Khi mà BNJ họ có những cái kết quả của quý 4 thì nó sẽ hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Còn đối với trong cái tình hình mà dịch bệnh vẫn chưa có chính thức kết thúc và chưa có cái dấu hiệu mà thời điểm mà mở cửa trở lại, thì chúng tôi cho rằng đó là định giá của BNJ vẫn đang ở cái vùng gọi là an toàn, vùng 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 phê. Vâng. Câu hỏi tiếp theo là hiện tại là dịch bệnh là ảnh hưởng khiến các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư công nghệ, vậy MWG, P&J hay FPT cũng như các doanh nghiệp bán lẻ khác có đang triển khai giải pháp công nghệ nào không ạ? Thì cái này thì ví dụ như là MWG thì họ cũng đang có cải thiện, hay P&J thì họ cũng đang đầu tư vào cái hệ thống ERP những cái năm trước đấy. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái công nghệ của các doanh nghiệp bán lẻ thì sẽ cải thiện qua hàng ngày và qua thời gian. Cho nên là thành ra là những cái này là họ có ý thức đến, và hơn thế nữa là như quý nhà đầu tư cũng đã biết là cái nhu cầu bán mua hàng thì chắc chắn là trong tương lai thì nhóm bán lẻ là nó sẽ nhóm bán lẻ online, nghĩa là mua hàng online là nó sẽ tăng nhiều hơn. Qua đấy mà để đáp ứng được cái nhu cầu mua bán hàng online thì sẽ cần đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực công nghệ cũng như là hệ thống. Thì qua đấy thì những cái doanh nghiệp mà có ý thức được về này thì cũng đều đã đầu tư rồi và đang đầu tư tiếp. Qua đấy thì đấy là những cái thông tin của chúng tôi về cái giải pháp này, thì Bách có thêm thông tin gì không? Mình nghĩ là cũng đủ rồi, tại vì hiện tại MLG và BNJ họ cũng triển khai cái BNJ thì có hệ thống ERP, MLG thì họ có hệ thống bán hàng online cũng khá là hiệu quả, thì đấy là một trong những cái giải pháp công nghệ mà họ đang áp dụng và đang thể hiện một cách tốt trong giai đoạn này. Vâng, có một câu hỏi tiếp theo nữa là có thể so sánh giữa Bách Hóa Xanh và Vinmart của Asan được không? Thì Bách có thể chia sẻ trước cho quý nhà đầu tư về này. Thực tế thì Bách Hóa Xanh và Vinmart của Masan thì cái mô hình cũng vẫn là bán lẻ, nhưng mà cái sản phẩm hướng đến nó sẽ hơi khác nhau. Khi mà Bách Hóa Xanh thì cái tỷ trọng hàng tươi sống trong Bách Hóa Xanh thì họ tập trung nhiều hơn, trong khi Masan thì họ sẽ tập trung vào FMCG và các sản phẩm chế biến sẵn. Đối với cái giai đoạn này á, thì việc so sánh giữa hai chuỗi cửa hàng này, mình nhận thấy đó là sẽ không có so sánh gì khác biệt giữa hai chuỗi, bởi vì cả hai chuỗi đều được hưởng lợi lớn từ cái việc đó là giãn cách xã hội, và chỉ có cái chuỗi bán lẻ hiện tại hoạt động. Cho nên là theo như mình quan sát đó là mỗi cái cửa hàng Bách Hóa Xanh và mỗi cái cửa hàng Vinmart họ sẽ cover một vùng dân cư nhất định, và nó hầu như là nó sẽ tăng đều trong cái thời kỳ đại dịch này. Vâng, Thì ảnh hưởng là ngoài ra thì à, tôi ảnh hưởng cũng đối có, Bách vẫn còn nói, Bách nói nốt à, đi. ừ. Ừ, còn à, ảnh hưởng đối với MWG và Masan thì hiện tại giá các cổ phiếu đó cũng vẫn đang không có điều chỉnh mạnh. Dù cho có những cái xã hội thì mình nghĩ đó là một trong những cái tín hiệu ảnh hưởng
giúp cho cái chuỗi các chuỗi này nó hỗ trợ cho cái giá cổ phiếu nó vẫn duy trì ở mức cao. Vâng. À, ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn nói qua một ít về cái thế mạnh của Vinmart với cả Bách Hóa Xanh. Thì ví dụ như là Bách Hóa Xanh thì cái tỷ trọng bán hàng tươi sống của họ là nó sẽ cao hơn so với cả Vinmart, là còn đối với cả Vinmart thì họ lại có cái hướng đi khác, ví dụ như là họ hợp tác với cả bên Phúc Long hay là hợp tác với cả Techcombank để có thể là tạo ra những cái mô hình mà bán lẻ cộng sinh với nhau. Thì cái này thì có thể là nó cũng thực ra là cũng là cái trở ngại đối với Bách Hóa Xanh. Tuy nhiên là Bách Hóa Xanh họ cũng có những cái mô hình riêng, ví dụ như là họ có thể là kết hợp giữa bạn Bách Hóa Xanh với cả bên bán lẻ điện máy, nghĩa là có thể là bán kèm các mặt hàng gia dụng khác ở trong cái cửa hàng Bách Hóa Xanh, cũng như là bán thêm đồng hồ các loại linh tinh. Thì những cái thứ đấy cũng có thể là những cái mặt hàng mà made in MWG, à, made by MWG chẳng hạn. Thì những cái mặt hàng đấy cũng có cái biên lợi nhuận gộp tốt thì cũng có thể là sẽ tăng thêm cái nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng, cũng như là giúp tăng cái lượng traffic mà đi lại giữa các cửa hàng của Bách Hóa Xanh này. Thì hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái doanh trên cửa hàng của Bách Hóa Xanh là vẫn đang cao hơn so với cả bên Vinmart, thì cho thấy là cái sự chấp nhận của người dân đối với cả cái mô hình Bách Hóa Xanh là vẫn đang cao hơn so với Vinmart. Thì bây giờ có một câu hỏi tiếp theo nữa là dịch làm người dân tăng tiết kiệm, hạn chế mua hàng không thiết yếu thì có ảnh hưởng dài hạn đến P&J không? Và kính về Mình đối với B&J á thì thực tế mà nói thì mình đánh giá đó là cái nhu cầu của hàng không thiết yếu, đặc biệt là trang sức và cái nhu cầu trang sức và trang sức cưới á, thì sẽ không không bị hạn chế, không có bị ảnh hưởng nhiều đối với B&J. Bởi vì thực tế toàn ngành thì có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là đối với B&J á, khi mà họ đang chiếm được một cái thị phần rất lớn và họ lấy luôn cái thị phần của những cái nhà bán buôn trang sức nhỏ lẻ, thì cái nhu cầu đối với các sản phẩm đối với B&J mình nghĩ nó sẽ đi ngang trong giai đoạn ngắn. Trong 1 năm tới thì nhu cầu mình sẽ đi ngang so với trước dịch, còn sau đó thì tăng trưởng trở lại, nó sẽ tùy thuộc vào thu nhập của người dân. Nhưng mà mình cũng đồng ý đó là việc người dân tăng tiết kiệm và tác động của dịch đến cái thu nhập của người dân, nó sẽ tác động đến cái sản phẩm không thiết yếu. Nhưng mà đối với B&J thì mình có một cái quan điểm, đó là B&J sẽ không bị ảnh hưởng và giữ nguyên được cái nhu cầu này. và cái này thì chúng ta cũng có thể nhìn thêm rằng là giống như kiểu là trang sức thì nó cũng là trang sức, thì chúng ta cũng có thể so sánh được với cả cái việc nhu cầu mua nhà chẳng hạn. Thì rõ ràng là cái thị trường bất động sản thì cũng không gọi là quá là bị đóng băng hay là không có nhu cầu mua, mà sự chủ yếu thị trường bất động sản là nó đến từ cái bên là không có đủ mặt hàng hay là đủ sản phẩm bán là nhiều hơn, nghĩa là nhu cầu của người dân, mặc dù là vì Covid thì nhu cầu của người dân vẫn còn. Cho nên là thành ra là trang sức chúng tôi cũng dự đoán là nó cũng sẽ thế. Tuy nhiên là nó cũng khác đi một chút là bởi vì do là cái tình hình dịch bệnh thì cũng sẽ khiến cho cái việc đi shopping của người dân là nó sẽ khó khăn hơn trong ngắn hạn, và trong dài hạn thì cái nhu cầu nó sẽ quay trở lại sớm thôi. Và đấy là những cái dạ. Mình cũng muốn bổ sung thêm một cái ý trong cái câu vừa rồi nữa. Sorry Duy nhé, mình bổ sung thêm một cái ý, nó là các cái khách hàng của B&J thì chủ yếu cái tầng lớp mà họ mua sắm nhiều về trang sức cũng như là vàng á, là những cái tầng lớp trung và thượng lưu. Thì mình cho rằng là tầng lớp này họ sẽ biết ít bị ảnh hưởng về thu nhập cũng như là cái nhu cầu chi tiêu trong đợt dịch này. Còn đối với cái tác động lớn nhất, đó là cái tầng lớp thu nhập hạn chế hơn á, thì đợt dịch này tác động khá nhiều đến họ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng gọi là phát triển cái phân khúc sản phẩm thông thường hơn của họ B&J. Chẳng hạn như Style by B&J là những cái sản phẩm hướng đến giới trẻ mà B&J đang tập trung, thì những sản phẩm này có giá thấp và hướng đến những cái giới trẻ có thu nhập đang còn chưa chưa nhiều á, thì đây sẽ là một trong những cái hạn chế của B&J khi mở rộng. Còn đối với tệp khách hàng cũ thì mình tin là khách hàng của B&J sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Và có một câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay thì ạ, là câu MWG cắt giảm cổ tức để đảm bảo dòng tiền. Vậy tình hình tài chính của MWG có đang tốt không? Đối với tình hình tài chính của MWG thì mình đang đánh giá là tình hình tài chính của MWG đang rất tốt, tại vì họ vẫn đang duy trì cái khả năng của họ khi mà
họ tăng tăng nợ vay, nhưng mà họ sử dụng nợ vay đó để mà đầu tư vào trong các tài sản có mức sinh lời cố định như là trái phiếu, và tiền lương tiền mặt của họ cũng còn khá là đủ để mà vận hành. Tuy nhiên là phong cách của MLBG, mình cho rằng đó là phong cách của MLBG là họ gọi là dạng như giống như là cẩn tắc với nấy á, thì họ sẽ sử dụng gọi là họ sẽ ước lượng những cái tình hình sắp tới, chẳng hạn như là họ sẽ dự phóng là giả sử như giãn cách đến hết tháng 9 thì sao, hết tháng 10 thì sao, thì trong trường hợp đó thì họ không thể nào mà họ không nghĩ đến cái trường hợp đó là thiếu hụt dòng tiền trong tương lai. Và để đảm bảo cái đấy giới thì mình nghĩ là cái bước đi mà họ cắt giảm cổ tức để đảm bảo dòng tiền là một trong những cái gọi là đảm bảo cho cái sự vận hành của họ. Tại vì sau sau dịch Covid, những người nào còn sống sẽ là những người, những cái công ty nào còn sống sẽ là những người chiến thắng, khi mà họ đạt được cái thị phần lớn hơn và MLBG họ hiểu được cái vấn đề đó. Cái đấy là cái cách tính toán của họ về việc cắt giảm cổ tức, mình cho là nó hợp lý trong giai đoạn này. Và cảm ơn Bách vì tôi trả lời cuối cùng này. Và sau đây thì tôi xin phép là được cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3:30 PM hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào quý nhà đầu tư. Giúp quý vị có một chính xác, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.